Thưa quý vị, liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải xuống suối Trầm khiến nguồn nước sạch từ nhà máy nước sông Đà bị ô nhiễm nghiêm trọng, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường theo điều 235 Bộ luật hình sự. Thông tin này đã được đưa ra tại phiên họp báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình về vấn đề này vào chiều ngày 17 tháng 10. Sự việc đổ trộm dầu thải được phát hiện vào ngày 9 tháng 10. Sau 8 ngày, Công an tỉnh Hòa Bình vẫn đang khẩn trương và tích cực điều tra, xác minh, truy tìm thủ phạm. Đồng chí, thì về phía Công an tỉnh báo cáo đồng chí thì ngày 16 tháng 10 năm 2019 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định số 11 khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường quy định tại điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015 để tiến hành điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Thì quá trình điều tra xác minh cũng như là truy tìm phương tiện đối tượng, hiện nay Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai gấp rút khẩn trương để triển khai làm sao sớm tìm ra được đối tượng phương tiện cũng như là đưa vụ án ra xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 9 tháng 10, Công ty Cổ phần Nước sạch sông Đà phát hiện nước có váng dầu tại kênh dẫn nước hồ Đầm Bài. Ngay lập tức, công ty đã có biện pháp ngăn chặn thu gom dầu thải. Ngày 10 tháng 10, đã vớt hết váng dầu, lòng suối được giải 1 tấn than hoạt tính trong khoảng 200 mét. Ngày 15 tháng 10, công ty cho nạo vét lòng suối, đồng thời xúc xả đường ống. Dù khẳng định nguồn nước đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, song đại diện công ty vẫn khuyến cáo người dân không nên dùng nước này để ăn uống, chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước. Và ngày 16 thì chúng tôi đã tiến hành xúc xả hệ thống và tiến hành cấp nước lại. Sau đó thì là trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội có đến lấy mẫu ngày 16. Và hiện tại thì chúng tôi chưa nhận được kết quả kiểm tra gần nhất của trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố Hà Nội. Do vậy mà chúng tôi cũng và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì chúng tôi thành phố Hà Nội chưa cho phép công bố chưa cho phép chúng tôi là công bố cái này là đã đủ tiêu chuẩn ăn uống. Như chúng ta đã biết thì đại diện tỉnh Hòa Bình cũng đưa ra phương án bảo đảm chất lượng nước mặt sông Đà cung cấp cho nhà máy. Cái hồ Đầm Bài thì các quý vị cũng thấy là cái diện tích nó rộng đấy, là sấp xỉ 70 hecta, thế và cái lưu vực của nó là 16 km vuông, cho nên là dù có cố gắng nhưng mà chúng ta cũng không, nhiều khi cũng rất là khó đấy, cho nên là để tránh những cái việc có thể rủi ro thì tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị là công ty nước sạch là cũng phải có cái phương án sớm, đó là về lâu dài phải nghiên cứu một cái kênh dẫn nước kín. Tại họp báo, nhiều câu hỏi được các phóng viên quan tâm như vì sao sau gần một ngày xảy ra sự việc, nhà máy nước sạch sông Đà mới báo cáo cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng quản lý về môi trường kiểm tra, xử lý vụ việc này như thế nào? Tuy nhiên, nhiều phóng viên đã có chung cảm giác thất vọng, nhất là sau khi nghe phần trả lời từ phía đại diện nhà máy nước sạch sông Đà. Sau gần 2 tiếng đồng hồ với rất nhiều câu hỏi của các phóng viên được đặt ra cho đại diện của các sở ban ngành của tỉnh Hòa Bình và đại diện của công ty nước sạch sông Đà. Tuy nhiên thì tất cả những câu trả lời dường như chưa đáp ứng được sự mong mỏi của người dân thủ đô về nguồn nước sạch phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của họ hiện nay.